Anh có mệt không? Anh không sao. Anh quen rồi em ạ. Sao anh ho nhiều thế? Chắc lúc anh ngủ anh bật máy lạnh lạnh quá em ạ. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, họng của anh là yếu lắm đấy, anh phải giữ gìn chứ. Anh đã uống thuốc kháng sinh, loại em vẫn hay mua rồi. À thôi, anh đi tắm đây. Khăn em đã để sẵn trong nhà tắm rồi. Anh tắm xong rồi xuống ăn cơm. À, ăn cái gì đấy nhẹ nhẹ thôi em ạ. Anh chỉ muốn đi ngủ. Giết cả một con lợn, bà còn gửi cả thịt, bà cất vào tủ đấy. Vâng, vâng. Đây, cái này của hai con này. Bánh tẻ hả bố? Ừ. Em ơi, em ăn. Bác ơi, bà cất cá kho đi ạ. Nhồi cá kho tương, ngon quá mẹ này. Món này là mẹ Nga cháu thích nhất đây ạ. Được rồi, bà cất tủ lạnh để mẹ ăn cơm nhé. Dạ vâng. Có bóc được không? Được vô bóc chưa? Dạ, vô bóc hộ con. Ừ, rồi để đấy. Mẹ về. Con chào mẹ. Mẹ. Mẹ chào con. Mẹ ơi, sao mẹ sâu như hoa ấy? Chị ơi. Mẹ mặc bộ váy đẹp lắm mẹ ạ. Thế các con đã ăn gì chưa? Bọn con ăn hết rồi mẹ ạ. Thế mẹ ăn gì chưa? Mẹ cũng ăn rồi. À, My này. Dạ. Dạo này con học hành thế nào? Con ổn bố ạ. Môn toán cũng không vấn đề gì. Thế à? Môn toán con ổn là đúng rồi. Vì tối nào bố cũng giải cho con đúng không? Nhưng mà còn các môn xã hội ấy con nhé, con phải chú ý hỏi mẹ vào chứ không là hỏng kiến thức đấy. Mà mẹ dạo này thì bận suốt nên chả dạy được con, đúng không? Có ai đi chơi đâu. Thì anh cứ nhắc thế thôi. Dạo này anh thấy em toàn về muộn còn gì. Thì em cũng đi làm việc mà, chứ có làm chuyện gì bậy bạ đâu. Bon, con tránh ra cho mẹ lên tắm nhá. Mẹ khó chịu quá. Bon ra đây ăn bánh đi này, ăn đi. Em xin, ngon quá chị ơi. Em cũng xuống dọn cơm để ăn nè. Em sao thế? Anh định ly dị với em đấy à? Tại sao vậy? Tại sao? Anh phải cho em biết lý do chứ. Anh có ý định đấy từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ anh quyết định phải làm như vậy. Vợ chồng mình đang hạnh phúc cơ mà. Anh không mang lại hạnh phúc cho em được. Huệ à, anh xin lỗi. Thế nào là hạnh phúc? Có phải vì em không thể có con? Huệ, anh muốn em phải hạnh phúc thực sự, trọn vẹn, chứ không phải như thế này. Anh nghe này,
em sẽ không bao giờ đồng ý việc ly hôn. Anh có hiểu không? Em không đồng ý.